Ok, hello anh em, chào mừng em trở lại kênh của mình nhá. Ngày hôm nay thì tôi sẽ dẫn anh em phiêu lưu vào một cái tựa game nhập vai. Con game mang tên là Perfect World. Theo cái tiếng Việt đó là Thế giới hoàn mỹ. Một tựa game đã từng làm mưa làm gió trên nền tảng PC rồi anh em ạ. Hiện nay thì nhà làm game đã rất tâm lý khi mà nghĩ đến cái suy nghĩ của những anh em mà không có PC ở nhà để chơi. Suy nghĩ đến những cái đồng tiền mà anh em phải ra quán net. Đó thì đã tung ra bản mobile để anh em thể là ngồi nhà trong những ngày mưa gió hay là ngày bão lũ, anh em vẫn có thể trải nghiệm một cách rất là phê nhá. Thì sau đây tôi sẽ vào game trải nghiệm luôn. Hiện tại game đang có khoảng 2 server anh em ạ. Tôi sẽ lựa chọn là server thứ hai, bởi vì server thứ hai này nó ít người em ạ. Server thứ nhất thì rất là đông, bởi vì mới khi ra thì anh em đều vào để hết mà. Thì con game này cho chúng ta khoảng 3 class nhân vật nhá. Một là nhân tộc, hai là linh tộc, và ba là gì, tiên tộc hay sao anh em ạ. Đó, nhân tộc là đâu, human đây rồi. Human là nhân tộc anh em ạ. Tiên tộc hình như là ăn tên hay sao ấy. Tôi sẽ lựa chọn cái lớp nào đây, xem lớp nào nó hợp lý nhỉ. Ok, human anh em ạ, human nhá. Anh em thể kiểm tra, anh em test, em vào lựa chọn xong anh em xem, nếu mà không thích nhân vật này anh em có thể trở ra để chọn nhân vật khác. Nhân vật nam đây, cầm thương anh em ạ, cầm thương luôn. Nhân vật nữ thì cầm kiếm nhá, và nhân vật nam thì sao lại cầm thương, hóa dìu à? Ảo anh em ạ, ảo thật. Chúng ta xem lại nhân vật nữ nhá, chúng ta nhìn lại xem nào, để xem cái vũ khí của nhân vật nữ biến hóa chứ không nhá. Cầm thanh kiếm khá đẹp anh em ạ. Đẹp. Tôi thích thanh kiếm này, nếu mà nhân vật nam có thanh kiếm này thì khá đẹp. Đây cũng có kiếm đây anh em ơi, cũng có kiếm đây. Rồi hay lắm, khả năng tôi chọn nhân vật này nè. Nhưng mà tôi sẽ xem thử các class kia xem nào đã nhá. Đây, cái này thương biến thành kiếm anh em ạ. Thương biến thành rìu. Khá là ấy đấy. Thử xem cái lớp này là xem như nào nào. Đây là linh tộc anh em ạ. Không biết linh tộc hay tôi không hiểu tiếng Anh cho nên là không rõ lắm về cái đấy. Đây thử xem là cái lớp này. Cung thủ em ơi, đây là lớp cung thủ. Để xem em gái này làm gì nào. Em gái này cầm một cái thanh bán nguyệt đao em ạ. Một cái thanh bán nguyệt đao. Đây nhá, chúng ta đến với lớp này đây, để xem nào. Vừa vào biến hình ngay. Đây là một con hổ thành tinh anh em ạ. Đấy, hổ thành tinh anh em nhá. Vẫn còn lộ ra cái đuôi kìa. Nó nhìn trông khá là chất. Nhưng mà tôi thích cái thể loại cầm kiếm hơn, cho nên là tôi sẽ chọn là human này nhá. Đây còn cái lớp này có băng này. Để xem lớp này. Ok, tôi chọn thằng này đi anh em ơi, tôi chọn thằng này nhá. Nhìn trông khá đẹp đấy. Tôi không chọn thương, tôi chọn thằng cầm kiếm đây này, trông khá là ngầu. Ok, like anh em nhá. Chúng ta tạo khuôn mặt đây. Để xem nào. Xem kiểu tóc nào nó chất nào. Nhìn trông kiểu này khá lãng tử rồi. Ok, kiểu này đi. Kiểu tóc anh em có thể thay đổi đây. Biến hóa khuôn đường luôn. Đấy. Rất là nhiều kiểu. Ở ngoài anh em là khuôn mặt. Ở ngoài những kiểu là khuôn mặt ấy. Và đây mới chỉnh kiểu tóc Hà Nội này. Ok, vẫn để kiểu cũ rồi đi. Dâu nha anh em, dâu nha. Dâu đỏ luôn. Chất vãi lèo. Ok, dâu đỏ luôn. Dâu xanh. Đúng kiểu thế giới hoàn mỹ luôn em ạ. Rất là hoàn mỹ. Thực sự là bây giờ thấy hoàn mỹ rồi. Thấy hoàn mỹ rồi đấy. Kiểu này ok hơn này. Kiểu này nhìn trông đẹp này. Ok kiểu này nhá. Đâu kiểu này nhá. Dâu xanh anh em nhá. Dâu xanh cho chất. Đó. Xanh nào. Xanh này thôi. Xanh kia thì rêu quá.
Dêu quá người ta bảo mình kiểu bẩn, bẩn thỉu anh em ạ, bẩn tưởi. Đây là đôi môi, anh em lựa chọn đôi môi hồng xinh xắn các kiểu đây. Tôi là bình thường nên là lựa chọn môi ở đây môi xanh anh em ạ. Ui giời. Như kiểu nhìn như kiểu trúng độc luôn. Khá là đặc biệt. Anh em nào ai ái thì anh em lựa chọn màu hồng nhá. Tôi chuẩn luôn thì tôi lựa chọn màu đỏ thôi. Xem là môi nào nó đẹp một chút. Ok, đôi môi này đây. Đôi môi này đây anh em ơi. Rất là chất. Ê, mắt. Chúng ta có đôi ánh mắt đây. Để chọn con người đây. Ánh mắt rất đáng sợ. Đó. Tôi khi lựa chọn mắt đỏ rồi anh em ạ. Mắt đỏ. Ok, mắt này đi. Lông mày. Lông mày tỉa nhá. Rồi. Body đây, anh em chọn body. Thích cao, gầy hay như nào. Vạm vỡ tùy anh em lựa chọn nhá. Tôi chỉnh xem này. Thật thon một chút thôi. Ok, hợp lý rồi đấy. À đây, skin. Từ từ anh em ơi, từ từ, skin. Da mặt anh em ạ, da mặt. Rồi, màu này đi, rồi. Tên nhá, tôi sẽ lựa chọn tên của tôi thôi. Em nhờ cái bằng tài khoản ở Facebook nhá, hoặc là Google. Rất là dễ dàng thôi, không nhà game không quá ép buộc chúng ta phải đăng ký cái tài khoản của game đâu. Em xem video thứ hai thì bỏ chút thời gian đăng ký kênh giúp tôi nhá. Đăng ký kênh này, like và chia sẻ của tôi nhá. Anh em chỉ việc ấn cái đăng ký này hoặc like nhá. Like. Anh em có thể ngại không chia sẻ cũng được. Ok, anh em thể ấn like giúp tôi nhá. Những cái like rất là nhỏ nhỏ anh em thôi, giúp tôi rất là nhiều luôn. Ok, ta đến đâu đây? Không thấy kiếm kia à? Mình tưởng vào game có nghe thấy kiếm kia chứ. À, tuyết, băng tuyết các kiểu luôn. À, chiêu kia là phọt đánh trước à? À, game AD anh em nhé, đây game AD. Tiếp đó tôi sẽ chỉnh lại đồ họa xem nào đồ họa của nó sẽ như nào đây. Không biết là chỗ nào đây. Không biết là chỗ nào đây. Nạp tuyết rơi nha bạn. Đó. Chúng ta dịch chuyển đến một vị trí nào đó, một vị trí cố định trong cái tầm mà mình có thể kiểm soát được. Ok. Em gái level bao nhiêu được có kiếm này đây? Sao level 1 mà có kiếm này hả? Sao mình không có kiếm này nhỉ? Ảo thôi. Đó, kỹ năng khá là bá đạo luôn anh em ạ. Mưa tuyết này, rồi là tạo băng tuyết các kiểu này. Bùa chú các kiểu là điểu luôn. Phong ấn ma vương các kiểu luôn. À lại có cánh nữa này. À bay, chúng ta bay, 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 bay. À chúng ta đang ngự kiếm nhá. Ngự kiếm. Dưới chúng ta là có một em gái đang. À là có cánh luôn này, ôi. Đây như kiểu là một phim như một bộ như là một cái con game kiểu dạng tiên tộc dạng gì nhở? Uầy đẹp nhở? Dạng tiên hiệp anh em ạ, kiểu dạng tiên hiệp vậy. Đi đâu bây giờ đấy? Đi đâu về đâu bây giờ đấy? Đây có mấy người đây? Không biết là đi đâu đây. Chúng ta đang trên cõi gọi tiên cảnh em ạ.
Ok, đây. Là đánh võng các kiểu luôn. Kinh đấy. Rồi. Uầy. Mặt chó này còn có kiểu cánh quạ ơi à, tay cầm một kiểu vậy à, liềm cắt lúa là khá là bá đạo đấy. Đây, con rồng đây. Con này chắc là giống đất anh em ạ. Skip nhá, skip cho qua cho mẹ nó nhanh đi. Rồi, chúng ta đi. Phượng Hoàng này. Băng rơi của anh này. Kinh đấy. Chúng ta đánh bùa, đánh những cái lá bùa bay lên người đó. Băng rơi lại nào. Thử chiêu này của anh xem. Đam khá là to. Tài con rồng nó to thế mà đánh mình máu nó không không mất đáng kể em ạ. Mất rất là ít thôi. Ok, được rồi. Sao quái lạ sao mình không thanh, không có kiểu thanh kiếm giống ở ngoài nhỉ, mà lại kiểu dạng thanh kiếm như kiểu của phương Tây anh em ạ, chứ không phải là của dạng là thần tiên hay là cổ cổ đó. Giống kiểu thanh kiếm của bọn phương Tây nó chuyên đấu kiếm với nhau ấy. Đấy. Anh em lại chọn là đồ họa đây. 3D thôi, 3D, ai đi. Ai 2,5D bây giờ đó. Để xem cài đặt đâu, tôi sẽ cài đặt lại để xem đồ họa nó có thể tăng lên được nữa không. Chứ kiểu này vẫn chưa ăn thua, tôi thấy nó vẫn chưa chưa thực sự là ok. Để xem ở đâu đây. Chỗ nào đây? Continue. Rồi. Rất xinh gái luôn. Vừa vào gặp gái xinh luôn anh em ạ. Đó. Mình ăn mặc kiểu là phái võ đang anh em ạ. Ê xì luôn. À lên level 2. Nói vài câu, nói chuyện vài câu phát lên level 2 luôn. À chắc đây là kiếm của tân thổ. Và sau này chúng ta sẽ có kiếm khác. Mình như kiểu pháp sư anh em ạ. Một là pháp sư kiêm kiếm sĩ. À, những bông hoa thịt người. Đóng băng luôn. Giờ còn một con nữa, chúng ta thực hiện nhiệm vụ rất là dễ dàng thôi. Ờ à, đi trả nhiệm vụ nhá. À level 11 chúng ta có thể ngự kiếm được. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Úm mà xì bùa rồi. Biến cho mình đẹp dai lên à? Hay là bỏ bố yêu? Khả năng còn dễ kiểu là bố yêu lắm anh em ạ. À, đéo phải. Nó kiểu nó gạ mình đi đánh quái anh em ơi. Nó gạ mình đi đánh quái, nó kiểu nó bảo mình dạy gái. Mẹ nó nói thế ngang mình dạy gái đúng không? À, cái gì đây? Bây giờ làm gì bây giờ? À, chuẩn luôn, nó bỏ bùa mình, bây giờ mình phải nghe lời nó thôi. À, chiêu Phượng Hoàng Lửa anh em ơi. Mình tung lộn người lại và tung một cái chiêu mình triệu hồi một con Phượng Hoàng đến. Đây, đóng băng, người mẹ đông cứng luôn. Xem nào. À, làm gì tiếp theo đây? Rồi lên level 3. À, lên level khá là nhanh em ơi. Level khá là nhanh. Không biết là game sau này có ra bản Việt hóa được không thì tôi không rõ. Đây đến với nhân vật nào đấy? Bái kiến huynh đài. À, em sẽ chọn huynh một em sẽ tặng huynh một con ngựa, huynh cứ tự nhiên lựa chọn nhé, không phải khách sáo. Rồi chúng ta sẽ lựa chọn để ngựa để cưỡi em ạ. Sao màu này không chọn màu này? Sao màu nào bao giờ nhở?
Đây, bạch mã đây. Ok, đã có chiến mã rồi, chúng ta cùng cưỡi ngựa thôi. Anh em nào mà ham mê cái môn cưỡi ngựa nhá, thì anh em có thể là chơi game này này. Đó, nó dạy chúng ta cách để cưỡi ngựa này, cách làm sao cưỡi ngựa cho giỏi, và anh em có thể là được trải nghiệm những cái pha cưỡi ngựa thật hay. Bởi vì ngựa, anh em đi mua ngựa cưỡi bây giờ cũng đâu phải là rẻ đúng không? Cưỡi ngựa thì cũng một tiếng hay hai tiếng gì đó cũng mất khá là nhiều tiền, cho nên anh em cứ chơi game này này. Đó. Ok, ôi lồng khỏe quá em ạ, ôi lồng khỏe quá, mình chưa thuần phục được nó. Chúng ta phải làm theo những chỉ dẫn của game này. Đó thì rồi, hay lắm, đúng rồi, chuẩn rồi, chuẩn bài rồi đấy. Bắt đầu khớp ở đây anh em ạ. Rồi, chúng ta... Đây là ngự kiếm kìa, đến level 11 thì chúng ta sẽ ngự kiếm đây này. Đúng rồi, game này kiểu dẫn tiên hiệp luôn. Con game này tầm khoảng... sao nào? 1.5 GB nha anh em, 1.5 GB nhá. 1.5 GB. Bà đây, chúng ta điều khiển cũng rất là dễ thôi, nó không bị quá là bị khó khăn trong cái chế độ điều khiển. Cái gì vậy? Có là cái đặt ở đâu nữa để cho cái đồ họa nó được nét hơn nữa. Nhưng mà máy em yếu thì tốt nhất là cứ để đồ họa này thôi thì nó ổn định hơn. Chứ tham quá là tham quá thành thâm đây anh em ạ, nó sẽ bị lag giật hơn đấy. Anh em nếu mà cái kiểu con chip tầm khoảng 660 đổ lên ấy, để chơi rất là ok luôn. Ai ạ, kinh nhờ. Trước mặt là con bọ hung anh em ạ. À, nó gọi đồng bọn ra kiểu nó đẻ con, nó kêu gọi con nó ra anh em ơi. Mày kêu gọi con à? Không auto được à? Tôi muốn để đánh auto luôn anh em ơi. À, tôi chơi game nhập vai này, tôi những kiểu đi đánh bot tôi hay để auto lắm, còn đâu là nếu mà đánh PK tôi hầu như là tôi dùng tay là nhiều. Em có thể thấy đây map rất là rộng luôn. Cái khoảng không xung quanh, khung cảnh xung quanh rất là rộng. Nó à, trước mặt nào ạ. À, rất là đông người chơi anh em ấy. Anh em mà chưa hiểu hết về game thì anh em cứ lên trên cái gì nhỉ? Cái page, cái fanpage ở trên Facebook nhá. Anh em gõ ra Thế Giới Hoàn Mỹ Mobile là nó sẽ ra một cái trang để cho anh em vào tham gia cộng đồng đấy. Chỗ đấy là anh em sẽ giao lưu những cái chỗ gọi là game thủ với nhau. À, khinh công anh em ạ. Ui, bay trục chất nhờ. Rồi, sao nào? À, tôi bình luận này không phải là tôi đang quảng cáo game đâu anh em nhá. Anh em đừng hiểu lầm nhá. À, bay. À, khi chúng ta bay lại ngự kiếm à? À, thôi dụng rồi. Ok, dụng rồi. À, đi đâu? Đi đâu bây giờ? Cái gì vậy? Đây, chúng ta xóa. Ở đây một bức thư bí mật anh em ạ, một bức thư bí mật gửi từ một người mang tên Jeffit.
À, em thấy chú Phượng Hoàng lửa trông đẹp không? Rất là đẹp. Cái gì vậy? Đây kiểu như là tông chủ chúng ta vậy anh em ạ. À, tông chủ. Rồi ok. À, đã biến hóa ta trở thành một nhân vật đẹp trai hơn rồi. À, đã có thanh kiếm nhìn trông chất lừ luôn. Đây cho anh em nhìn. À, em thấy không? Bây giờ cũng ra dáng gọi là một đạo trưởng thực thụ, thực thụ luôn này. À, giống thanh kiếm trông đẹp không? Chất không? Xung ở đằng sau có kiểu là có một cái gì nhỉ? Phải nói như nào nhỉ? Nó có một cái khung kiểu tượng trưng cho một cái người có một cái có cái sức mạnh vùng nào đó đó. Một người sở hữu một cái sức mạnh rất là vô địch luôn. À, cưỡi rồng đi đâu đây? Chúng ta đang cưỡi rồng nhá. Chuẩn không? Đây đúng là cái đầu rồng đúng không? Đây sừng rồng đây. Đang loát game rồi. À, lại bay. Bay nhiều quá. Mình sợ độ cao em ạ, nhưng mà trải nghiệm game này thì mình cũng phải cố chịu đựng thôi. Sao? Rồi đây, chúng ta có đầy đủ kỹ năng rồi đây. Đến level 5 anh em đầy đủ kỹ năng hết nhá. Không biết là sau này có mở thêm một kỹ năng nào nữa không, nhưng mà tôi đoán khả năng là sẽ có thêm. Bởi vì không có một con game nào nó chỉ sở hữu khoảng 3-4 kỹ năng cả, mà nó sẽ ít phải tầm khoảng 10 kỹ năng thì nó sẽ làm con game nó đa dạng hơn, không bị phế anh em ạ. Đây đánh quái. Ây à, lợn rừng. Hổ trắng luôn. Chúng ta đi theo tổ đội anh em ạ, đang khoảng 5 người. Ở auto đâu nhở? Không đánh auto rồi, ôi chán nhở. Ồ, kỹ năng đẹp phết em ạ. À, chúng ta lựa chọn ấn kiểu cái tâm này để lựa chọn cái mục tiêu đánh nhá. Rồi. Đánh auto ở đâu ta? Không biết lựa chọn auto chỗ nào nhỉ? Ui, con gì đây? Rồng à? Ui. Wow. Con này kiểu con này xà tinh này, con kiểu cánh rơi này, kiểu Hydra sao? Con này tộc nhân gì biết đây? À, chơi rồi rồi. Phim này, cái game này cho chúng ta đi đánh giết boss giết quái nhá. Đấy, chúng ta quay mặt nó một chút. Gì vậy? Không hiểu lắm. Quái to vãi lèo à. Mình đánh nó mình cứ phải ngửa cổ lên, đau hết cái cổ anh em ạ. À, mưa tuyết kìa. À, mưa băng, mưa sao băng luôn. Và rồi nó đánh mình gọi. Ôi, chạy nhanh. Hình như thắng là sao ấy. À, win rồi anh em ạ. À đây, cái gì vậy? À, đây cái kiểu chỉ đang chỉ dẫn chúng ta thôi. À, triệu hồi sấm sét đến kìa. À, thôi lại bye bye em nhá. Em ở đâu thì em về nơi đó đi nhá. À, trốn rồi, chạy rồi.
Chạy làm sao được mà chạy. À, thủ lĩnh đến rồi đây. À, nhìn trông chất không anh em ơi. Mình đã chất, nhìn nó chất hết cả mình. Chất thế. Bộ giáp trông rất là oai phong. Cầm thanh đao cũng khá là ngầu luôn. Đấy, con game này cho chúng ta được trải nghiệm kiểu dạng thiên hiệp, nhưng mà cái màu sắc nó không quá bị như là lòe loẹt, không bị quá bị lòe loẹt những kiểu những con game game tiên hiệp mà đợt vừa rồi nó ra anh em ạ. Vừa rồi ra cánh nhất nó rất là lòe xòe, rất là vướng víu luôn ấy. Nhìn map thì nó rất là, nó bao quát rất là hẹp thôi, nó không được rộng rãi kiểu map này này. Là nếu rộng này thì nhân vật nhìn trông nó nhỏ, thì nó nhìn nhân vật nó sẽ được nét và rõ hơn, nó đẹp hơn. Mình về báo cáo nhá. Cái gì vậy? À, nó thu hồi em ạ. Ôi định mệnh, kiệt sỉ vãi lời. Ôi nó bắt mình phải tự trải nghiệm rồi là tự lên đồ kia, nó không cho mình ăn ngay em ạ. Ôi ôi, tông chủ đã tông chủ kẹt xỉ thế này. À, nó tặng mình một số đồ vật thôi. Rồi bây giờ cơ thể mình đã được biến hóa một chút, quần áo nó mặc và trông nó chất hơn một chút rồi. Màu xanh là lá cây nhá. À, đi đâu đây? Game làm nhân vật nào cũng rất là xinh gái anh em ạ. Rất xinh gái luôn. Cơ thể rất là body chuẩn luôn. À, cơ thể sao lại kiểu màu đỏ này? À, chat anh em này, Lưu Bơ này, có người mới chat này. Đấy. À, mình thử chat một câu nhá. À, không chat được à? À, ok, mình chat thử nhá. Hello, có ai Việt Nam nhỉ? Việt Nam các bạn nhá. À, đâu rồi? Skill này, chúng ta xem skill nhá. Đây, em thấy tôi nói sai không? À, đấy, tôi nói chuẩn không? Đây, 2, 4, 6, 8. Đấy, tôi phải ít phải là 8 kỹ năng đó. Update on tất cả nhá. Cái gì vậy? Đi đâu đây? Nhanh đến level 11 lên. Để mình cưỡi cái mình ngựa kiếm cho nó nhanh em ạ. Cưỡi con ngựa này nó khá là chậm chạp. Anh em đi qua đoạn này cẩn thận nhá, không mà lao xuống vực là chết dở đấy. Anh em không biết, tôi trước rất là sợ độ cao đâu, nhưng từ khi chơi những game, trải nghiệm những game kiểu như dạng này này, tôi đã được trải nghiệm những cái pha bay nhảy rất ở cái độ cao cực kỳ là kinh khủng luôn. Cho nên là cái tâm lý tôi nó khá là vững vàng, bây giờ nó khá vững vàng anh em ạ. Mình không quá là sợ độ cao. Đây, những cái con vật rất là nhiều, quái rất là đa dạng luôn. Nhìn trông dị không anh em? À, cái hiệu ứng của quái anh em nhìn thấy rất là đẹp, giống kiểu nói để mà nó so sánh đồ họa PC thì con game này không kém anh em ạ, không kém, thực sự không kém chút nào luôn. Mà tà tôi bình luận cho anh em nó kiểu như là quảng cáo game vậy anh em ạ. À, không bình luận cho anh em thì con game nó không được hay, không được hấp dẫn, mà bình luận thì anh em lại bảo tôi là, nhiều anh em nghĩ tôi là đang quảng cáo cho cái con game này. Đấy, khó vừa lòng lắm anh em ạ. À, đây rồi, mình ấn nhầm lút, tưởng được ngựa kiếm rồi. À, bơi anh em ạ. À, đi tắm đây. À, em gái đi kiểu đi theo mình anh em ạ. À, red lặn ai à. Ôi anh em thấy gì chưa? Ôi
đại dương ở dưới biển đây anh em nhìn nữa. Sứa này rồi cá này, cá rô phi này, rô đồng này, lươn trạch các kiểu kìa. Ui. Cá bể màu kìa. Ui. Sò chai nữa kìa. Ui rất là nhiều anh em ạ. Ui toàn những cái loài mà mình biết thôi. À, có con rùa đấy kìa. À rùa Hồ Gươm anh em ạ, cụ rùa Hồ Gươm đấy kìa. Ui sao lại ở đây nhỉ? À, cái gì đây? À có nhân vật nào đây? À con hổ anh em ạ. Con hổ. Ok bơi lên, chúng ta bơi ngửa lên nhá. Rồi, dễ thở hẳn đây. Xuống dưới nhìn đẹp thật nhưng mà mình bơi nó hơi mệt. Mình lại có bị hơi khó thở đấy. Bơi nhiều khi mình khá là khó khăn. Ở đây mặt nước em nhìn đó, mặt nước này kiểu phản ánh nhá, sáng này, rất là đẹp. Nói chung là tôi nói một chuyện thôi, anh em tự tải về và trải nghiệm thử nhá. Nếu mà tôi nói gì sai thì em hãy comment phía dưới để trách móc tôi, ok. Đâu nếu mà tôi nói đúng thì anh em thể cho tôi một lời khen nhá, bảo review anh em, anh review chuẩn lắm hay là hay lắm chẳng hạn nhá. Đi đâu đây? Công nhận là game có chế độ làm nhiệm vụ tự động này nó khá đơn giản hơn là chúng ta phải mè mò. Bởi vì cái những cái game tiếng Việt thì không nói nhá, tiếng Anh thì chúng ta phải cái đầu chúng ta phải linh hoạt liên tục ấy, hoạt động liên tục luôn để tìm nhiệm vụ. Chứ mình không biết tiếng Anh mà cho nên là nó khá khó khăn trong công việc tìm nhiệm vụ ấy. Đánh ai đây, đánh quái gì đây? Ờ à, thôi rồi. Có vụ hiếp dâm đây em ạ, có vụ hiếp dâm đây. Không biết là khu này khu nào đây. Bây giờ mình có ăn hôi ăn ké được không hay là như nào đây, hay là cứu đây? Ok ăn ké anh em ạ, ăn ké rồi. Ôi rồi. Hay lắm. Đi đâu đây? Đi đâu đây? Ôi. Chuẩn bài đấy, chuẩn bài em ạ, bắt đầu chuẩn bài rồi. Rồi đâu đây? Sao lại thả ra? Ơ? Ô cái đầu chán thế. Nhiều khi mình khó nghĩ em ạ, mình bức xúc lắm. Đâu đây? Đi fit iron người sắt. Đi đến thợ rèn, chúng ta đi đến thợ rèn. Vậy đến thợ rèn để làm gì đây? Ui. Ôi, anh em ơi. Em thấy chưa? Chỗ nào game này chỗ nào có quái luôn anh em ạ. Chúng ta phải chơi game những cái game hành động kiểu có quái nguy, kiểu quái vật như này anh em, phải có cái đầu lạnh thật lạnh là đấy, để mình gặp chúng nó mới không bị hỏa, không bị mất cái hồn chúng ta nhá. Chơi nó luôn em. Ờ bay đây. Tớ lại quên không nhảy biểu diễn cái kinh công nha em. Thấy chưa? Thấy võ công của anh chưa? Đấy em nhảy lên đây, nó còn có kiểu là những cái hiệu ứng mà khi chúng ta nhảy lên. Mưa xóa băng này, rồi. Khắc bùa lên người nó luôn. Con này kiểu như kiểu cái con khỉ để ươi cái đéo gì. Chúng ta nhảy được 4 lần nhá. Không biết vừa rồi là được cái gì, sao lại bay được nhỉ? Đã xong nhiệm vụ này. Ôi là cưỡi con chim đẹp không anh em ơi. Nếu máy khỏe chơi game này rất là sướng, máy yếu thì thôi chịu thôi. Trải nghiệm cho để biết thôi anh em ạ, chứ không dám chơi. Tải game này nhẹ thôi nhưng mà nó yêu cầu cái cấu hình máy để chơi ấy.
Nó phải con chip phải khỏe một chút thì chơi game này nó mới sướng, với cả đồ họa mới được mắc mắc setting ấy. Điều đây. Xuống hồ à? Mò chai à? Đã lại xuống biển rồi. Chúng ta lại đi bơi lội rồi. Không giấu gì anh em, tôi vừa tôi có rất là nhiều tài lẻ, như kiểu là bơi lội này, điền kinh bơi lội này, điền kinh này, rồi là nhảy dù này. Chung là nhiều tài lẻ lắm anh em ạ. Anh em cứ chịu khó chơi game với tôi vào nhá, thì anh em có rất là nhiều tài lẻ luôn. Thật sự với anh em đấy. À, nhiều khi còn đua xe, bắn súng nữa cơ. Những cái tài mà anh em ở ngoài anh em không thể học được, ở trường lớp không thể học được. Chung là học để cho biết anh em ạ. Mình đang đánh quái ở dưới nước, chúng ta không bay được. Đâu rồi? À đây rồi. Khổ tôi vuốt lên trên anh em ạ. Phượng hoàng nước này. Rồi nó chết rồi. Bây chúng ta lên trên thôi. Ngoi lên trên thôi. Lên trên đi em, lên trên đi. À, đi đâu đây? À, vẫn đi nữa anh em ạ, vẫn đang bơi. Không biết đi đâu đây. Không biết là chỗ này có cá mập không nhỉ? Rồi, ok thì có lẽ tôi trải nghiệm đến đây thôi. Thì chắc phải để anh em tự trải nghiệm lốt rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này nhá. Anh em thấy video hay thì bỏ chút thời gian đăng ký kênh, like và chia sẻ của tôi nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở cái video lần sau thôi. Bây giờ thì bye bye, see you again.